it's all about. Năm 2018 đang bước vào những ngày cuối cùng và thế giới bóng đá cũng như mọi môn thể thao khác đang chào đón những điều mới mẻ vào năm 2019 sắp tới. Hôm nay hãy cùng bongda.com.vn điểm qua top 10 cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong năm 2018 vừa qua. Vị trí số 10, hậu vệ Marcelo, Real Madrid. Không chỉ trong năm 2018, rất nhiều năm qua, chưa có một hậu vệ trái nào có thể xoán ngôi hay nhất thế giới của Marcelo. Mùa giải vừa qua, cầu thủ người Brazil lập công ở tất cả các vòng knockout Champions League trước PSG, Juventus và Bayern Munich trước khi sắm vai kiến trúc sư cho cả hai pha lập công của Gareth Bale ở trận chung kết gặp Liverpool. Anh cũng vừa kết thúc năm 2018 vô cùng thành công với chiếc vô địch FIFA Club World Cup với Real Madrid. Vị trí số 9, tiền đạo Antoine Griezmann, Atletico Madrid. Siêu sao người Pháp ghi 29 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải trước, trong đó có pha lập công đưa Atletico Madrid đăng quang tại Europa League. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ của chân sút sinh năm 91. Trong mùa áo quốc gia Pháp, Antoine Griezmann cũng là trụ cột giúp gà trống Gola đăng quang World Cup sau 20 năm dài. Vị trí số 8, tiền đạo Harry Kane, Tottenham Hotspur. 27-28 là mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Kane với 41 bàn thắng sau 48 lần ra sân ở mọi đấu trường. Chân sút sinh năm 1993 còn có 6 bàn trong 6 trận đấu, giúp tuyển Anh lọt vào đến bán kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 90. Thống kê ấn tượng này giúp Harry Kane luôn nằm ở top đầu danh sách những cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện nay. Vị trí số 7, hậu vệ Rafael Varane, Real Madrid. Mùa giải vừa qua, Rafael Varane đã sánh ngang với các danh thủ như Christian Carabao, Roberto Carlos, Sami Khedira để trở thành cái tên thứ tư trong lịch sử giành Champions League và World Cup vào cùng một năm dương lịch. Trung vệ người Pháp còn làm được điều này khi chỉ mới 25 tuổi, không thể có một trung vệ nào xuất sắc hơn Varane trong năm vừa qua. Vị trí số 6, tiền vệ Kevin De Bruyne, Man City. Sau khi ghi 8 bàn thắng, kiến tạo 21 lần để giúp City đăng quang Premier League với số điểm kỷ lục 100, Kevin De Bruyne tiếp tục truyền cảm hứng cho Quỷ đỏ Bỉ thi đấu vô cùng thành công và giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2018. Mặc dù để lại một năm thi đấu thành công, song De Bruyne lại không mấy may mắn khi anh bị chấn thương trước thềm mùa giải mới và phải nghỉ thi đấu khá lâu. Vị trí số 5, tiền đạo Lionel Messi, Barcelona. Không thể tỏa sáng trong màu áo Argentina, nhưng khi ở Barcelona, Messi luôn là cái tên khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ. Với 45 pha lập công, Leo chính là cầu thủ ghi nhiều bàn hơn mọi đồng nghiệp trong mùa giải 27-28, trong đó có 34 bàn thắng giúp anh có lần thứ 5 giành danh hiệu vua phá lưới tại La Liga và chiếc giày vàng châu Âu. Vị trí số 4, tiền đạo Kylian Mbappe, PSG. Ghi bàn trong trận chung kết World Cup khi mới 19 tuổi, nhấn chìm Argentina bằng cú đúp tại vòng 16, Mbappe cho thấy anh đang vững chãi trên con đường trở thành một huyền thoại mới của bóng đá thế giới. Ở cấp độ câu lạc bộ, sao trẻ người Pháp cũng sở hữu 21 pha lập công và cùng PSG thống trị tuyệt đối tại giải quốc nội. Vị trí số 3, tiền đạo Mohamed Salah, Liverpool. Cập bến Liverpool từ Roma với giá chưa đầy 40 triệu bảng, Mo Salah khiến thế giới phải sửng sốt với 32 bàn thắng anh ghi được tại Premier League. Mùa giải không thực sự trọn vẹn với cầu thủ người Ai Cập khi giấc mơ Champions League của anh dang dở vì chấn thương vai sau pha va chạm với Sergio Ramos. Dù sao, Mo Salah vẫn là một trong những chân sút tốt nhất châu Âu với 44 bàn thắng sau 52 lần ra sân ở mọi đấu trường. Vị trí số 2, tiền đạo Cristiano Ronaldo, Juventus. Năm 2018, Ronaldo đã tỏa sáng với 15 bàn, trực tiếp đưa Real Madrid đến với chiếc vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Tại World Cup, anh cũng thi đấu với màn trình diễn siêu hạng ở trận derby bán đảo Iberia gặp Tây Ban Nha. Sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo vẫn chưa khép lại khi anh vừa đầu quân cho Juventus với một mục tiêu, chinh phục thêm nhiều danh hiệu mới. Tiền vệ Luka Modric, Real Madrid. Với những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao vào chiếc vô địch Champions League của Real Madrid và ngôi vị Á quân World Cup của Croatia, Luka Modric đã chấm dứt kỷ nguyên vàng thống trị của Ronaldo và Messi bằng danh hiệu FIFA The Best và quả bóng vàng châu Âu.